Rồi, em không biên 77 xin chào tất cả những anh em mình đang xem video của bên em nha. Đấy, thì hôm nay em về cho anh em mình rất là nhiều đồ nghề của Total và Quật Phao nha anh em nha. Đặc biệt là cái combo 3 thùng đồ nghề nha anh em nha. Đó, cái combo này hiện giờ bên em bán đang rất là chạy hàng luôn nha anh em nha. Rồi thì đầu tiên em xin giới thiệu shop em ở số 1077 Võ Nguyên Giáp, Hòa Nhơn, Bình Định nha. Những anh em nào mình ở gần khu vực nhà em, mình có nhu cầu các loại máy công cụ cầm tay dùng pin và điện và các loại công cụ cầm tay đồ nghề ha, đồ kim khí hàng chính hãng, thì mình có thể qua cửa hàng em trực tiếp để anh em mình xem ha. Máy khoan pin, nói chung là máy khoan, máy cắt, máy mài, máy đục vân vân, máy bơm hơi, máy nén khí, đồ nói chung là rất nhiều đồ nghề, hầu như là có gần đủ để phục vụ cho tất cả anh em mình trong tất cả các lĩnh vực công việc nha. Thì ngày hôm nay em sẽ về một số đồ nghề của Quật Phao và em sẽ lên nhanh cho anh em nha. Anh em mình cần thì có, còn những anh em ở xa thì bên em có ship code cho anh em mình toàn quốc nha. Ship code thì anh em mình nhận hàng, kiểm hàng và thanh toán. Rồi thì đây là cái số điện thoại của em, anh em mình có thể liên hệ em qua hai cái số điện thoại này, hai cái số Zalo này nha, để anh em mình chốt hàng ha. Rồi bây giờ em sẽ đi vào thẳng vấn đề luôn nha. Thì đầu tiên là đây, trước tiên em sẽ giới thiệu cho anh em mình là ba cái combo thùng Total đây anh em. Đó, ba cái combo thùng đây. Thì giá của một cái combo 3 thùng như thế này thì em đang bán cho anh em mình giá đó là 510.000 ha. 510.000 bao gồm ba cái thùng đồ nghề thế này. Đó. Đây, để em xoay lại. Thì anh em mình có thể, thì em ship cho anh em mình đó, thì cước nó tầm 70.000 nha anh em nha. Đó, ship nó nhẹ nhưng mà được cái là nó cầm kềnh nên thành ra là phí vận chuyển rất là cao. Đây anh em, cái thùng đầu tiên nha anh em nha. Đấy, kích thước nó là 356 nhân 168 nhân 150 nha. Đó, và nó có thể chứa được 10 kg. Rồi cái thùng thứ hai, kích thước của nó là 436 nhân 220 nhân 205 và nó có thể chứa được 15 kg. Và cái thùng cuối cùng là cái thùng lớn nhất đây anh em. Đó, kích thước ở đây 508 nhân 296 nhân 261 nha. Nó có thể chứa được 20 kg. Đó, một combo của nó gồm 3 thùng như thế này. Đóng gói thì em sẽ bỏ cho anh em lồng vào với nhau. Và hai cái nắp của hai cái thùng này thì dĩ nhiên mình phải có rời rồi chứ không có thể có trong được. Nói chung thì nó nhẹ nhưng mà được cái thùng nó to và nó cầm kềnh thành ra phí vận chuyển nó cao. Rồi 510.000 anh em ha. 510.000 cho combo 3 cái thùng như thế này. Đó, anh em ha. Còn anh em muốn mua lẻ thì em có thùng của Quật Phao, thùng của Quật Phao thì giá nó chỉ có 150.000 thôi anh em nha. Nó làm bằng khóa kim loại. Đấy, còn cái combo này thì khó, nó là khó nhựa nhưng mà được cái là nhựa của Toto nó rất là xịn anh em nha. Đó, nhựa rất là dẻo và chắc chắn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mấy cái món khác nè. Đây em đi tiếp tục về mũi khoét đuôi cá cho anh em mình nha. Mũi khoét đuôi cá đây nha anh em nha. Đó, đây là cái mũi, bộ mũi khoét đuôi cá gồm mũi 6, mũi 8, mũi 10, 12, 16, 19, 22 và 25. À, để em sẽ khui ra một bộ cho anh em mình xem. Đấy, đối với những cái mũi nhỏ thì thường anh em mình sẽ khoan, nhưng mà những cái mũi lớn như thế này thì anh em mình khoét ha, mình khoét gỗ thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì cái nó ăn cái phôi của nó thì nó không có như mũi khoan nha, cái mũi khoan là nó ăn phôi rất là sốc nha anh em nha. Còn cái mũi này thì nó ăn phôi nó sẽ ok hơn nha. Mũi này thì anh em mình có thể mài lại được khi nó cùng. Và nó có cho anh em mình một cái đỉnh rất là nhọn để định tâm. Đó nha anh em nha, chất liệu bằng thép nha anh em nha. À. Rồi một hộp như thế này em đang bán cho anh em mình giá nó là 130.000 nha anh em nha, 130.000 và chưa bao gồm cước vận chuyển anh em mình ha. Cái những cái món nào em bán mà em bao ship cho anh em mình thì em sẽ nói rất là rõ là em sẽ bao ship. Còn những cái món mà em không đề cập gì hết hoặc là không bao ship thì em sẽ nói rõ là không bao ship nha anh em nha. Đó, rồi 130.000 cho cái bộ mũi khắc gỗ Toto này anh em nha. Đó, bộ mũi chuyên, à quên em nhầm nha, Quật Phao nha. Bộ mũi chuyên khắc gỗ của Quật Phao. Đó. Rồi tiếp theo ha. Mũi vít nè anh em. Đó, đây là mũi vít dài 150 mm, là tức là mũi dài 1,5 ft anh em. Đó, PH2 nha. Thì một vỉ nó thế này thì em đang bán cho anh em mình giá là 30.000. Một vỉ nó gồm hai mũi thế này thì giá là 30.000 anh em ha. Đó, 30.000. Hoặc là anh em có thể mua lẻ một mũi em cũng bán nhưng mà ship nó cao anh em. Hoặc là em có một cái combo gồm 5 mũi, tức là hai mũi của thằng King Blue, một mũi hai mũi King Blue là gồm một mũi 6,5 ft, một mũi 10 ft. Rồi một mũi 1,5 ft của thằng Quật Phao, một mũi 2 tấc của Quật Phao và một mũi 2,5 ft của Quật Phao, thì em đang bán cho anh em mình một combo 5 mũi thế này giá là 120.000 bao gồm cước vận chuyển nha. À, 5 mũi 120.000 bao gồm cước vận chuyển cho anh em mình. Đây, để đang nói thì em sẽ lấy cho cụ thể cho anh em mình xem thì giá nó, thì một combo nó gồm những gì nha. Rồi đây là một cái combo nó gồm 5 mũi anh em ha, thì giá nó là 120.000 bao gồm cước vận chuyển tới tận nhà anh em mình luôn đây. Nó gồm hai mũi của King Blue, hai mũi ngắn là của King Blue,
và nó gồm ba cái mũi nữa của quạt phao, thì nó dài là 6, 10, 15, 20 và 25 cho anh em mình đây ha. Đó. Kiên blue còn này là của thằng quạt phao nha. Rồi 120.000 năm mũi như thế này. Đó. Cái này là đã bao gồm cước vận chuyển nha anh em nha. Đó, bao gồm cước vận chuyển rồi, anh em mình mua thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em nha. Còn đây tiếp tục là em giới thiệu, còn hoặc là những cái cùng trong một cái combo đó nó gồm 5 mũi đó, anh em muốn mua một cái lọ nào đó mà số lượng nhiều thêm vẫn bán cho anh em mình bình thường, chứ không phải là cứ lên combo là bán đúng combo nha. Ví dụ ở đây nè, đây là mũi VS2 dài 1,5 tấc này. Đó, nó là gồm 30.000 một quỹ như thế này, một quỹ 2 mũi này. Rồi mũi 2 tấc này. Mũi 2 tấc thì nó là 45.000 một quỹ 2 mũi anh em nha. Đó, 45.000 một quỹ 2 mũi. Rồi mũi 2,5 tấc này thì giá nó là 60.000 một quỹ 2 mũi nha anh em nha. 60.000 một quỹ 2 mũi. Rồi dây hơi nha, em có anh em mình ở nhà cần có mình có bơm hơi rồi này ha. Rồi mình có súng hơi rồi, dây hơi của mình đang bị hư đúng không? Thì đây, một cái combo của nó. Nó gồm là những cái loại là 5m, 10m và 15m nha anh em nha. Đó là dây hơi của quạt phao đây, rất là gọn nha. Cái loại này dây hơi xoắn nha anh em nha. Đó dây hơi xoắn nè. Thì cái dây 5m đó thì em đang bán cho anh em mình giá là 50.000, là nó đã bao gồm cho anh em mình hai cái đầu đầu nối âm dương rồi nha anh em nha. Đó, nó đã có sẵn cho anh em mình hai cái đầu nối cho mày rồi. Đó, cái cuộn dây xoắn 5m này là em đang bán giá cho anh em mình là 50.000 ha. 10m thì em đang bán cho anh em mình giá nó là 70.000 ha. 10m là 70.000. 15m thì giá nó là 90.000 nha anh em nha. Đó, dây hơi của quạt phao nha. Đó, dây hơi xoắn nha anh em ha. Dây hơi xoắn của quạt phao. Rất là khi ở cái thước xoắn như thế này thì rất là gọn. Rồi anh em mình kéo giãn ra ha, thì nó sẽ dài được cho anh em mình là cái sợi này là 15m. Đó thì em đang có ba cửa cho anh em mình là 5, 10, 15 và 20 đây. Tất cả đều đã có sẵn đầu âm dương nha anh em mình rồi nha. Đó, đây anh em. 5, 10, 15 nha. Giá lần lượt là 50, 70 và 90. Rồi em sẽ qua sản phẩm khác nha. Em có về cho anh em mình mấy cái bộ kìm mini ha. Kìm lớn thì nó có, em có đặt hàng nhưng mà nó bị sót đơn, thành ra nó không có về được kìm lớn và nó chỉ về được cái kìm mini. Cái loại này thì em đang về một cái set, nó gồm ba cái nhỏ này cho anh em mình làm điện tử nè anh em ha. Hoặc là nói chung mình cắt những cái gì mà nhỏ, mình cần một cái kìm nhỏ gọn, không cần cái kìm lớn thì đây. Cái bộ gồm ba kìm mini. Nó dài là 4,5 inch nha anh em ha. Bộ ba kìm mini 4,5 inch. Đấy, nó gồm một cái kìm bằng nè anh em. Một cái kìm bằng nha. Một cái kìm cắt nè. Một kìm bằng, một kìm cắt và một kìm mỏ nhọn nha anh em nha. Đây, một kìm bằng, một kìm cắt và một kìm mỏ nhọn. Rồi, một cái set của nó gồm ba cái kìm như thế này ha. Nó dài 4,5 inch anh em, và tức là một tấc mốt 5 ly ấy. Thì giá đang bán cho anh em mình là 100.000, 100.000 một vỉ ba cái kìm như thế này nha anh em nha. Đây. Cái vỉ đây, cái vỉ của nó đây, cái vỉ còn nguyên nó đây. Đó, 100.000 nha. 100.000 chưa bao gồm cước vận chuyển nha anh em mình nha. Anh em mình mua thì cước vận chuyển nó tầm 23.000 anh em ha. Thì anh em mình mua thì mình nghiên cứu mình mua thêm vài món nữa để nó đỡ cái tiền cước, hoặc là anh em mình mua cái combo mũi vít của em nữa đấy, thì anh em mình sẽ được bao ship luôn. Nó mình lấy thì kèm thêm cái combo mũi vít của em nữa thì mình sẽ được free ship. Đó, 100.000 với cùng mua mũi vít 120, nó là 220 anh em. Đó, về nhà để dành mình muốn làm cái gì đó mình làm, thì khi cần thì có làm tiện khỏi mấy công mình đi mượn đồ anh em ha. Rồi kìm nha, bộ ba kìm. Rồi ngoài cái bộ ba này còn có cái bộ 5 kìm nữa anh em. Cái bộ 5 kìm này nó thêm cái kìm cạp nữa anh em ha. Cái kìm cạp này và nó thêm cho anh em mình một cái kìm mỏ dài. Đó, kìm bằng nha, kìm kẹp nè, nhưng mà được cái là mỏ nó dài thì nó vẫn là có cho anh em một cái kìm bằng ngắn nè, một cái kìm cắt nè, một cái kìm nhọn đúng không, nó có thêm một cái kìm cạp và một cái kìm mỏ dài nữa, kìm bằng mỏ dài. Thì một cái set 5 kìm như thế này em đang bán cho anh em mình giá là 155.000. đó, cái kia 100.000 ba cái, nhưng mà trong đó anh em mình thêm chỉ có 50.000 nữa thôi, thì em mà là được thêm hai cái nữa nha, giá nó chỉ có 155.000 thôi cho một cái set 5 cái kìm như thế này của quạt phao nha, rất là nhỏ gọn. Còn lớn thì vẫn có 6 inch, 7 inch vẫn có, nhưng mà em đặt hàng được là nó bị sót rồi. Hẹn anh em mình vào cái live sau nha. Em sẽ lên đủ cho anh em mình. Rồi đây là một cái kìm bấm mỏ dài anh em ha. Đây là một cái kìm bấm chết mỏ dài này. Đường chiều dài của nó là 9 inch ha. Kìm bấm chết mỏ dài 9 inch nè anh em. Đó thì em đang bán cho anh em mình giá chỉ có 75.000 thôi. Đó, 9 inch nha, thì nó dài tầm 20 cm, 20 21 gì đó anh em ha.
chìm bấm mỏ dài nha. Đó, anh em thấy không, cái mỏ rất là dài này, chìm bấm chết mỏ dài 75.000. Rồi à, đây 10 inch chìm bấm chết thường này, cái đây là mỏ thường anh em nha. Đó, đó 10 inch nha. Cái này thì em đang bán cho anh em mình giá nó là 80.000 ha, chỉ có 80.000 cho kìm bấm này thôi. Đây là cái miệng bình thường anh em thấy này. Đó, thường thường những cái mỏ lớp mình mua hay là như thế này. Còn đây là cái loại mỏ dài này anh em thấy không? Cái mỏ nó rất là dài luôn. Nó cái miệng kìm rất là dài. Rồi một cái kìm bấm chết nữa là miệng cong này anh em. Đó. Miệng cong giá là 120.000 thì cái này để làm cái gì? Anh em mình kẹp. Đấy, nhiều khi có những ví dụ như là ví dụ anh em mình kẹp một cái vật gì đó đi đúng không? Thì nó không có bằng thẳng hết, ngoài đầu nó có một cái gờ lòi lên ha, nó có một cái gờ ví dụ như thế này đó, mà ngoài đầu nó có một cái gờ đi đó, thì anh em mình dùng cái kìm này anh em mình kẹp để mình tránh cái gờ đó ra ha. Thay vì mình dùng cái cảo thì mình dùng cái này để mình kẹp nè, mình tránh được cái gờ đó ra, nên nó chế tạo cho anh em mình cái mỏ cong đó. Đây gọi là kìm bấm chết mỏ cong này anh em, giá là 120.000 anh em ha, 120.000 đó, 120.000 cho cái kìm bấm chết mỏ cong này của Quật Phao này anh em đó, xài rất là tiện luôn ha. Cờ lê cong hình chữ C nha anh em nha. Đó. 8 10 11 13 14 15 17 19 21 và 22. Thích hợp cho những anh em thợ sửa chữa động cơ ô tô. Đấy. Hoặc là những cái công việc của anh em mình liên quan đến những cái góc kẹt đấy. Anh em thấy người ta đây này, người ta có miêu tả này anh em. Người ta là miêu tả đây là cái cách mà để sử dụng cờ lê cong. Cái cờ lê thẳng của anh em mình đâu có thể đưa vào như thế này được ha. Cái tầm giới hạn nó rất là ngắn, anh em mình không thể nào vặn được cho nó hết cái tầm của xoay của một con ốc đúng không? Thì cái cờ lê cong nó giải quyết được cho anh em mình cái vấn đề này rất là tiện lợi luôn. Đây là cờ lê cong hình chữ C. Đó. Giá đang bán cho anh em mình là 239.000, nó gồm 5 cái cờ lê. Đó, kích thước này, đó thông số nó có luôn anh em, từng loại này đó. Anh em nào mình cần thì có thể liên hệ em, 239.000 anh em nha, 239.000 nó người ta mô tả luôn nè. Thì cái này thì nhiều khi anh em mình làm thợ máy từ đồ đó, nó có những cái chi tiết mà nếu mà bắt buộc anh em mình không có những cái cờ lê như thế này thì muốn mở được cái chi tiết ra anh em mình phải mở thêm một cái chi tiết nữa đó, vì nó cắn anh em ha. Thì có cái bộ cờ lê này thì rất là hữu dụng cho anh em mình đó, 239.000 bộ cờ lê cong hình chữ C của Quật Phao. Rồi tiếp theo có bộ cờ lê hình chữ S luôn, cũng cong luôn mà hình chữ S cũng của Quật Phao luôn nha anh em nha. Đó, lúc nãy là chữ C còn bây giờ là chữ S nè. Đây thì nó sử dụng cũng như vậy thôi anh em, đây là cái cách người ta miêu tả để sử dụng đó này. Rồi thì một bộ cái này nó gồm là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 nha anh em nha. Cái bộ này thì em đang bán cho anh em mình giá là 232.000 ha. 232.000. Đó, cho cái bộ cờ lê cong hình chữ S này. Rất là tiện lợi luôn anh em ha. Rất là hay ha. Nó ra những cái bộ này rất là hay luôn, em thấy một cái đầu nó cong rất là nhiều nha. Một cái đầu đây nó cong nhiều và một cái đầu nó cong cong ít và nó dài ra. Đó, cái độ cong nó được được thiết kế dài ra, còn cái này nó cong gấp hơn. Đó. Rồi tiếp theo cũng là cờ lê đó nè. Nói chung đợt này cờ lê nó về nhiều nhưng mà nó cũng vẫn thiếu hàng. Nó có mấy cái bộ cờ lê vòng miệng nữa anh em, nhưng mà bị sót đơn á. Rồi đây là cái cờ lê lắc nè. Cờ lê lắc tự động nha anh em nha. Nó gồm một đầu miệng và một đầu vòng tự động nè. Thì cái bộ này em đang bán cho anh em mình giá là 355.000 anh em ha. Thì nó gồm là 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. Nó gồm 7 cái cờ lê nha anh em nha. 7 cái cờ lê thì đây, để em sẽ mở ra và em cho anh em mình xem nha. Cái này em thấy ứng dụng hay nhất là dành cho những anh em thợ mộc. Anh em thợ mộc mà mình hay sử dụng là siết những cái con vít lớn bằng cờ lê đấy. Vì sao em nói như vậy? Thì ví dụ như đây, ví dụ như một cái chi tiết của anh em mình nó nằm chết tại vị trí này đúng không? Khi anh em mình sử dụng cái cờ lê thường, anh em mình vặn vào rồi đúng không? Thì mình phải nhấc cái cờ lê anh em ra khỏi cái tay con ốc và đưa nó tới vị trí mới và vặn lại. Còn cờ lê này đâu cần đâu anh em, đó. Anh em mình chỉ lắc thôi. Ha. Lắc và xoay, lắc và xoay. Rồi mở ra đúng không? Lật ngược lại, nó lắc. Lắc và mở à, rất là hay, rất là tiện nha anh em mình cho công việc không. Thao tác của mình nó nhanh hơn anh em ha, so với bình thường đó. Nó làm cho anh em mình một cái vòng miệng bình thường và một cái đuôi này là một cái vòng lắc, nó gọi là bộ cờ lê lắc nha anh em nha. Rồi cái bộ này giá nó sẽ là, em nhắc lại một lần nữa là 355.000 anh em ha, 355 nha, chưa bao gồm cước vận chuyển anh em nha. Cước vận chuyển cái bộ này tầm 25.000. Rồi tiếp theo là cái bộ cờ lê lắc luôn, một bộ cờ lê lắc nữa của anh em mới về, đó là cờ lê lắc xoay 180 độ. Đây là cái bộ cờ lê lắc 180 độ đây anh em nha, của Quật Phao luôn. Cái bộ này thì giá nó sẽ là 449.000, nó mắc hơn cái bộ kia. Đó, nó gồm là
8, 10, 12, 13, 14 cũng là như vậy luôn, nhưng mà lý do gì nó mắc hơn. Rồi để em sẽ khui ra cho anh em mình xem. Rồi đây, cái cửa le này anh em mình á, khi mình thao tác đúng không? Mình có thể để đứng nó được ha. Ở những cái vị trí nó rất là khó đúng không? Mình để đứng nó được, nó chặt nè. Anh em mình không để ngang được. Nên mình có thể để xéo nó lại. Đúng không? Nè, bình thường cái bộ cửa le lúc nãy em bán anh em mình chỉ có để như thế này các bạn thôi đúng không? Bộ cửa le này anh em mình có thể nghiêng nó xuống ha, một góc 90 độ. Nè, anh em có thể quay nó qua. Đó, tùy theo cái công việc của anh em mình. Đó đúng không? Vẫn là lách thôi. Rồi lật ngược lại. Đó cũng là lách ra và lách vô. Tùy theo cái nhu cầu công việc của anh em mình thì anh em mình có thể lựa chọn. Nói chung là em bán thì em sẽ tư vấn và em sẽ nói là công dụng của từng món, nhưng nó cũng sẽ tùy theo cái công việc của anh em mà anh em lựa chọn cho mình một cái món đồ nghề phù hợp này. Đó, em review nó rất là kỹ về cái món đồ này. Thành ra anh em mình chỉ cần xem là mình sẽ biết là cái món đồ này sẽ phù hợp với công việc của mình như thế nào. Thì anh em mình có thể lựa chọn nha. Đó, đây là cái bộ cờ lê lách của Workfound này đó, lách này. Mà xoay được 180 độ, anh em có thể để đứng như thế này. Nghiêng. À, tiện hơn cái bộ kia. Bộ kia thì nó chết một chỗ anh em nha, nó không có xoay được. Cái bộ này thì anh em mình xoay được. Rồi, 449.000. Đó, tầm 450 đó anh em. Đó. Bộ cờ lê lách của Workfound nha. Rồi đây, em mới về được một cái bộ nó rất là độc. Em mới về được hai cái bộ nó độc lắm. Đây là một cái bộ mở khóa E và một cái bộ chuyên cho anh em mình mở ốc dầu. Đây, khóa E là cái khóa gì? Anh em vô thấy không? Đây là cái đầu con ốc này. Nó có cái bộ tuýp nữa anh em nha, còn đây là bộ cờ le này và trên cờ le nó cũng ghi rõ này, E20 này anh em nha, chuyên mở khóa E. Thì đây là cái tai của con ốc này, cái tai con ốc chữ E này. Nói chung là người ta đặt cái chuẩn ốc như thế này, người ta đặt cái tiêu chuẩn cho cái đai ốc này, người ta gọi là ốc E. Ha, chữ E đó anh em. Đó mà tùy theo mỗi chỗ nha, chỗ em thì đẹp là chữ Y á, Bình Định em mà đẹp là chữ Y á. Còn đi vô sau gần Quy Nhơn thì đẹp là chữ E. Chữ E nữa. Nói chung có một cái chữ mà tiếng Việt mình đẹp mình giống chết luôn anh em ạ. Rồi cái bộ này thì nó gồm 4 cái cờ lê nha anh em nha. Nó gồm là đây, để em sẽ đọc thông số cho anh em mình xem ha. Đây ngồi đây là rõ nhất này. Nè, E6, E8 này, E10, E12, E14, 18, E20 và 24. Cái này em thật sự là nếu mà em đẹp em đọc tiếng phổ thông của em chắc anh em không biết là em đang bán cái gì luôn. Đây, bộ cờ lê chuyên mở khóa E. Đây nè, khóa E là khóa gì đây? Là cái tai như thế này anh em. Đó, những anh em mình làm thì những ốc có hệ tiêu chuẩn Mỹ rồi đó. Thì em hay thấy là nó có những cái đầu ốc như thế này. Thì nói chung là nó sẽ phù hợp với những công việc đặc thù của một số anh. Những cái tiêu chuẩn này nó không có thông dụng thì nó chỉ là phù hợp với công việc đặc thù thôi. Đó thì nó em sẽ lên cho anh em mình nha. Đó, nó em có một cái bộ như thế này, giá đang bán cho anh em mình là 195.000. 195.000 cho cái bộ khóa E này. Rồi một cái bộ cờ lê đây. Đây là anh em thấy không? Nó sử dụng, nó thiết kế nó làm rất là to. Đấy thì anh em thông cảm nha, cái bộ này thì em không có xé ra cho anh em mình xem được. Nhưng mà em sẽ quay sơ nghiêng để anh em mình thấy là cái độ dày của nó này, anh em thấy không? Nó dày hơn những cái con ốc bình thường. Đây mình đưa lên cái cờ lê 24 anh em thấy nó ghê nữa. Đó, nó dày hơn những cái cờ lê bình thường và nó có cho anh em mình một cái rãnh trên đầu. Thì bình thường cái bộ cờ lê của anh em mình cái miệng như thế này. Đúng không? Anh em mình thấy cái miệng này. Ví dụ 19 đây. Cái cờ lê miệng 19 bình thường và đây là cái cờ lê của em. Đó, nó giúp anh em mình nó ôm sát con vít. Bây giờ thế này, ví dụ như cái con bu lông của anh em mình nó có một cái trụ chính giữa đúng không? Nó có kèm một cái trụ chính giữa thì anh em mình không thể nào, nhiều khi nó có một cái trụ chính giữa rồi cái ống nó liền với nhau. Ví dụ như anh em mình đi làm cơ khí á, thì cái ống dầu đó, nói chung thì nói tới những anh em mà chuyên đi làm máy móc đồ á, nói về cái cờ lê mở ống dầu, ốc dầu đi, đó thì anh em mình sẽ biết liền thôi. Còn những anh em khác thì em có thể giới thiệu theo cái kiểu khác nữa. Thì anh em thì mình cái ốc dầu á, thường thường là mình mở cái vòng miệng này nó hay tuột đúng không? Anh em nói sẽ biết thôi, mở bằng cái vòng miệng này nó hay tuột. Còn cái bộ này nó như là một cái bộ tiếp lục giác mà nó bị cắt bớt một cạnh, thành ra nó sẽ ôm chặt cái ống con ốc dầu của anh em mình và cái khe hở này này để anh em mình lòn qua cái ống dầu đó. Rồi 8, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 17, 19 và 22, 24. Một bộ gồm 6 cái cờ lê ha, chuyên mở ốc dầu, giá là 230.000. Đó, tính ra giá nó khá rẻ anh em ơi, 230.000. Nhưng mà mấy cái này mở mấy con ốc dầu hoặc là những cái con ốc mà nó còn dính cái thân bu lông luôn. Nó có những con ốc trồng trụ nó còn dính cái thân bu lông. Rồi nó có chi tiết ở trên nó nằm nó cắn này nữa, mình không thể nào đúc được cái vòng vào đúng không? Thì đây. Đó, cái khó này là nó giải quyết được cho anh em mình cái vấn đề đó. Đó. Rồi em cho anh em mình xem lại một lần nữa ha, 230.000 bộ này.
Đó này anh em, cái một gờ lê nó gồm là 80, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 17, 19 và 22, 24, rất là thông dụng anh em hàng ngày luôn. Rồi đây, em còn một cái set nữa gồm 4 cái mỏ lót này anh em nha. Đó, 4 cái mỏ lót. Thì sắp tới là em sẽ nhập về lẻ nữa. Còn bây giờ em cứ nhập về combo trước đi, tại vì cái nhu cầu của anh em mình mỗi người nó sẽ mỗi khác nhau. Nên thành ra nó hơi khó cho em cái vấn đề nhập lẻ. Rồi bây giờ em sẽ nhập về cái combo trước này. Cái combo của em gồm 6, 8, 10, 12 inch, tức là kích thước của từng cái mỏ led anh em. Nó hơi to đúng không? Để em phóng ra anh em mình cho ra góc rộng xíu ha. Đó anh em. Thì cái con to nhất thì nó dài 300 mm này. Anh em nhá, nó dài 3 tấc này. Rồi cái 10 inch là nó dài 2 tấc rưỡi. Cái 8 inch là nó dài 2 tấc và cái 6 inch thì nó dài 1 tấc rưỡi này. Đó, kích thước của tổng thể của cái mỏ led anh em. Đây. Một cái combo 4 cái mỏ led thì này em đang bán cho anh em mình giá chỉ có 295 ngàn thôi. Anh em thấy không? Giá cực kỳ hạt dễ luôn, 295 ngàn anh em ha. Đó. Một combo nha, 4 mỏ led 295 ngàn. Rồi tiếp theo, kính hàng anh em. Kính hàng điện tử của Toto, em sẽ khui một cái ra cho anh em mình đây. Rồi, đây là một cái kính hàng tự động nha anh em nha, tức là khi mà anh em phát hồ quang lên á là tự động nó sẽ tối kính lại. Đó, 180 ngàn cho cái kính này cho anh em ha. Kính này là form dành cho form châu Á này, anh em mình đeo vào nó ôm rất là sát nha. Đấy, thì đợt này thì cái này thì nó nằm trong này nè, anh em mình có một miếng mica nằm trong này đúng không, và nó tặng kèm cho anh em mình thêm một cái miếng mica nữa để anh em mình khi mà nó có ven sỉ hàng lên đấy, hoặc là nó ven cái tia lửa lên đó, thì lâu ngày nó sẽ bị mờ đó, thì anh em mình thay vào đó, nó kèm thêm một miếng nữa. Anh em thấy không, đây là cái mặt kính này là nó hấp thụ cái năng lượng hồ quang, tức là cái ánh sáng hồ quang của anh em mình á, hoặc là ánh sáng mặt trời, anh em để ra ánh sáng mặt trời một lát á thì nó sẽ hấp thụ, và khi anh em mình hàng nó sẽ tự động nó tối. Còn khi lần đầu tiên về á nha, có những cái nó chưa hấp thụ được ánh sáng á, thì anh em mình hàng vào mấy phát đầu tiên nha, nó không có tối nha anh em nha, lưu ý giùm em nha. Chứ để nhiều khi anh em mình mua về cái nhiều khi tới nơi em cho test hàng mà anh em mình đeo vào, anh em mình hàng thấy nó không tối rồi anh em mình không nhận thì nó cũng tội em nói trước luôn chút xíu. Thì khi nào có thể khi về lần đầu tiên nó sẽ không sáng ha, anh em mình hàng lên nó có ánh sáng hồ quang ha, nó hấp thụ được ánh sáng hồ quang và nó hấp thụ ánh sáng mặt trời thì nó sẽ tự động tối lại. Đó, 180 ngàn cho cái hàng này nha anh em nha, 180 ngàn. Rồi tiếp theo sẽ là một cái mặt nạ hàng của Quật Phao. Lúc nãy thì em lên anh em mình cái kính hàng đúng không, cái này thì anh em mình đội vào luôn. Đó, nó cũng là cái form này, cái này anh em mình có thể tăng chỉnh này tùy theo cái kích thước đầu của mỗi người nha, anh em mình tăng chỉnh đúng không, đó tăng chỉnh ra rồi anh em mình có thể nghiêng này, đó nó có thể dở lên gập xuống. Người thì thích đeo kính và xài mặt nạ rồi, còn người á thì thích xài luôn cả cái mặt nạ hàng này. Ở đây nó cũng có một cái thấu, nó cũng có một cái tấm kiểu như là một tấm pin năng lượng anh em nha, để khi mình hàng ra nó sẽ phát, nó sẽ hấp thụ cái ánh sáng năng lượng hồ quang của mình. Thì cái tia hồ quang thì nó cũng như là cái tia của ánh mặt trời anh em, thì thành ra nó sẽ hấp thụ vô đây và nó tự động nó tối khi anh em mình hàng ha. Rồi anh em mình hết hàng rồi nó sẽ không có tối nữa. Đó, rất là tiện luôn ha. 270 ngàn cho cái mặt nạ hàng của Quật Phao này ha. 270 ngàn nha anh em nha. Ở 270 ngàn mặt nạ hàng của Quật Phao. Bu lông của anh em á là dùng để mở cho anh em đúng không, còn khi anh em siết mà cần một cái lực chính xác 100% thì đây là cái bu lông chạy bằng cơm, và nó cung cấp cho anh em mình cái lực phải nói là chính xác 100% khi anh em mình cần. Đây là cái cần siết lực của Quật Phao, đầu nó là đầu 1/2 nha anh em nha. Đó, anh em mình khi mà bỏ tiếp vào á, mình muốn lấy tiếp ra thì mình ấn cái nút này ha, ấn cái nút này để nó chạy cái viên bi ra anh em mình rút ra. Nó chứ có một số anh em là thực sự là khi mà xài cái khóa lắc này lần đầu tiên á, cho cái tiếp vào rồi chẳng lấy ra, không có cách nào lấy ra được ha, ấn cái nút này và lấy ra nha. Đây là cái lẫy anh em mình đảo chiều rồi, đây cái giải lực của nó ha, 40 cho đến 220 newton, 220 anh em nha. Đó nha, 40 cho đến 220 newton. Và đây là cái thang lẻ này. Vẽ con này nó hay một cái, anh em biết sao khi mà mình siết rồi vào á, cái núm này nó sẽ khóa chặt cái cần anh em mình ha. Nó khóa chặt cái cần anh em mình, không cho cái cần anh em mình nó tuột lực trong cái quá trình siết. Tại vì một số cái cần á, nó có cái núm vặn sau lưng đây. Thì anh em mình siết vào nó sẽ tuột lực nha. Có nếu mình đi lực nặng thì nó sẽ bị tuột ra. Còn cái này anh em xem nè. Ví dụ em cần một cái giải lực 70 đúng không? Rồi em sẽ kéo này xuống, em vặn nè. 70. Em vặn lên đúng 70 này. Nè, vặn thêm vào. Đó, 70. Rồi chính xác 70 nha anh em nha. Đó, chính xác 70. Rồi thả ra, lách qua một chút xíu nữa. Đó, rồi nó khó lại rồi ha. Đâu có lách được nữa. Đó, và bây giờ muốn lên 71 đúng không? Đó, 71 này.
72, 73 gì đó, tùy anh em mình chỉnh theo cái thang này. Rồi, 520.000 cho cần này và anh em mình xả ra nha. Không xài nữa thì mình xả ra nha anh em nha, xả ra cho nó hết lực nha. Mình không để chết tại vị trí mà mình lực nha. Rồi, 520.000 cho cái cần lực này, bao anh em mình lực chuẩn nha. Dành cho những anh em nào sửa chữa động cơ ô tô, đó, động cơ xe máy cần một cái lực siết chính xác 100%. Đó, tôi muốn siết cho nó chuẩn lực. Thì đây. Cái cần này là hỗ trợ anh em mình rất tốt trong công việc của anh em mình. Đó, 520.000 cần siết lực của quật phao anh em ha. Một cái bộ mũi khoan gồm 19 mũi anh em ha. Giá đang bán cho anh em mình là 110.000, chuyên khoan sắt và inox mỏng nha. Chuyên khoan sắt và inox mỏng, nó gồm 19 cái mũi khoan cho anh em mình, và đây, kích thước cụ thể là anh em. Đó. Từ 1 cho tới 10 và ở 1 cho tới 9 là nó có 1,5 cho tới 9,5 nha anh em nha. Giá chỉ có 110.000 thôi. Rất là rẻ luôn anh em. Đó, chuyên khoan sắt nha. Chuyên khoan sắt và inox mỏng, lưu ý giùm em là inox mỏng nha. Đó, chứ em quảng cáo thì em thấy có những cái tính năng như thế nào thì em sẽ nói rõ để anh em mình dễ mua dễ xài. Chứ còn cái này thật sự anh em hỏi khoan inox dày được không, em nói được. Rồi về anh em mình khoan không được thì anh em cũng chả làm gì được em, tại vì khi anh em đã khoan rồi thì không có thể trả được. Đó, nên em review cho anh em mình sao cho nó đúng, nó chính xác để anh em mình dễ mua ha. Đó, mình đã bỏ ra một số tiền để mình mua đồ nghề về là để mình làm được, chứ không phải là để mua cái sự bực mình mà không có sử dụng được nha anh em nha. Rồi 110.000 anh em ha. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho anh em mình một cái đồng hồ. Đây là một cái đồng hồ của Toto bên em mới về, và một cái bút thử điện của quật phao. Đó, những cái đồng hồ này và bút thử điện này nó có những cái tính năng rất là hay luôn anh em ha. Và em sẽ bỏ pin vào nha. Em bỏ pin vào rồi sẽ review cho anh em mình nha. Rồi, em sẽ nói về cái cây bút thử điện và cái đồng hồ của em nha anh em nha. Trước tiên sẽ là cái bút thử điện. Rồi, đây là một cây bút thử điện, giá đang bán cho anh em mình là 135.000, bút thử điện của quật phao, và nó có chức năng cảm biến điện nha anh em nha. Rồi đây nó có cái... bây giờ anh em mình nhấn mở nguồn rồi đúng không? Rồi nhấn một cái nữa là có cái đèn led chợ sáng cho anh em mình khi anh em mình làm ban đêm. Nhấn một cái tắt. Rồi trước tiên là mình sẽ thử chức năng cảm biến điện này. Bây giờ cái nè. Nè. Anh em thấy không? Có điện này nha. Dây của em có điện và nó kêu. Rồi giờ em tắt điện này. Nè, đó. Mình không tắt hết hoàn toàn. Lý do là sao? Em đang cắm sai âm dương. Rồi em tới rút vô cắm lại cái này. Rồi nó hết kêu này anh em ha, hết kêu này anh em thấy không? Đó, rồi giờ bật lên nè. Rồi bây giờ đo điện nha anh em nha, và em sẽ đo điện nha. Đây là mình đo dây mát này, nó không nhảy đúng không? Giờ chuyển qua đo dây lửa này. 222V. Đó, nó báo 222V nha anh em nha. Rồi đó là hai chức năng đúng không? Rồi tới chức năng thứ ba, ví dụ như ai đó muốn kiểm tra một cái cuộn dây điện của mình thử nó còn tốt hay không, tức là kiểm tra thông mạch đó anh em. Thì thường thường anh em mình phải dùng một cái đồng hồ anh em mới kiểm tra được đúng không? Thì có cái bút thử điện này rồi anh em cần. Anh em mình nhấn vào cái nút connect này nè, anh em mình giữ đúng không? Rồi đây là cái sợi dây màu xanh này. Không có vấn đề gì cả đúng không anh em? Em chạm tay vào. Rồi dây còn tốt, còn ok nha. Rồi em thả tay ra nè. À, chạm tay vào. Đó, chức năng đo thông mạch nha anh em nha. Đó, đây. Tiếp theo với sợi dây đỏ này nè, rồi chạm tay vào. Chạm tay vào, rồi bây giờ em chạm tay vào dây xanh này. Nó đâu có đâu anh em, tại vì em đâu có đúng sợi dây xanh đâu. Rồi chạm tay đỏ nó kêu này. Rồi đây bây giờ dây xanh lại này nha anh em nha. Chạm tay vào. Rồi chạm qua đỏ nó không kêu nè, chạm đúng xanh nó mới kêu nha. Rồi 135.000 cho cái bút thử điện này, bảo hành cho anh em mình 1 tháng nha. Đó, 135.000 chưa bao gồm cước vận chuyển anh em ha. Rồi bật tắt nha. Rồi tiếp theo nữa là một cái đồng hồ, cái đồng hồ này là của Toto, và cái đồng hồ này nó có thể đo cho anh em mình là đây. VAC, VDC, đo điện trở, đo thông mạch và chức năng cảm biến điện. NCV là cảm biến điện nha anh em nha. Ở thường thường những cái đồng hồ khác không có chức năng cảm biến điện. Và đây bây giờ chức năng cảm biến điện này. Bây giờ anh em mình nhấn. Cái này nó có cái đèn led đó nha anh em nha. Đây là cái đèn này. Ấn giữ này nó sáng nè anh em nha. Đó, rồi mình ấn giữ nó sẽ tắt nha. Rồi đây, bây giờ chức năng NCV mình sẽ nhấn giữ chức năng NCV đúng không? Rồi anh em đưa tới gần điện nè. Rồi đây anh em mình nhắn cái này nha, bây giờ em sẽ xóa nó đi ha, tắt nguồn này, rồi mở nguồn lại nha. Rồi mình muốn dò chức năng cảm biến điện đúng không, mình nhắn cái nút này nè, mình giữ cho đến khi nào nó nhảy lên trên màn hình cái chữ NCV. Rồi NCV đã lên anh em nha. Rồi anh em dò điện này, đó có điện xa á anh em,
đưa ra xa nó sẽ kêu nhỏ lần đúng không anh em, càng tới lần nó sẽ đỏ lên và nó kêu liên hồi đúng không đó. Rồi và cái đồng hồ này em đang bán cho em mình giá là 165.000 nha, 165.000, nó gồm kèm cho anh em mình hai cái que đo nữa nha anh em nha. Đó, để anh em mình đo điện thì cái này anh em không cần phải chỉnh thang chỉnh gì cả. Bình thường anh em thấy những cái đồng hồ khác là nó có cái núm vặn đúng không? Đối với những cái đồng hồ mà nó nhiều chức năng á, dành cho những anh em thợ chuyên nghiệp á, thì nó sẽ có cái núm vặn để anh em mình chỉnh AC, DC đồ các kiểu đúng không? Còn cái này không cần, anh em mình cứ cắm vào điện DC nó sẽ đo điện DC, điện AC nó tự động nó nhảy ra đo điện AC, và thông mạch anh em chỉ cần chập kim lại tự động nó hiểu là anh em mình đo thông mạch và nó sẽ kêu cho anh em mình ha. Còn anh em đo điện trở thì anh em lấy cái điện trở ra đúng không, anh em chấm kim đo vào hai đầu thì cái điện trở của anh em giá trị bao nhiêu nó tự động nó nhảy lên cho anh em mình luôn ha, nó tự động nó hiểu và nó nhảy lên cho anh em mình số kilo ôm của cái điện trở đó luôn đó. 165.000 cho cái đồng hồ này anh em ha, rồi không xài nữa thì tắt nguồn, và cái đồng hồ này nó có chức năng là tự động tắt nguồn nha anh em nha. Rồi thì hôm nay em chỉ lên cho anh em mình những cái sản phẩm như vậy thôi, còn những sản phẩm nữa ngày mai nó về tiếp thì em sẽ hẹn anh em mình vào cái video ngày hôm sau nha. Anh em mình cần mua cái món gì thì có thể liên hệ em qua đây đó, hai cái số Zalo của em anh em có thể liên hệ em, anh em mình nhắn tin Messenger này, hoặc là anh em mình nhắn tin qua Zalo cho em, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em, hoặc là anh em mình gọi em bắt máy rồi anh em cứ bảo là em ơi anh cần mua hàng bên em gọi lại giúp anh, thì em sẵn sàng gọi cho anh em mình nha, không có vấn đề gì cả. Chứ còn anh em nhá máy thì thật tình nói anh em là nhá máy em sẽ không bao giờ gọi lại, cái đó là em nói thật luôn. Thà anh em cứ gọi em ơi anh cần mua hàng này gọi lại cho anh chút, rồi cái đó đối với em vấn đề đó là bình thường, em sẽ gọi lại cho anh em mình liền nha. Rồi 0903 840 137 hoặc là 0905 019 184 nha, anh em mình kết được cái món nào bên em thì liên hệ em qua Zalo. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em mình ở video ngày mai nha.